Xin chào các bạn Chúng ta tiếp tục chương 5 Giao tiếp LED, LED bảy đoạn, LCD, phím đơn, mài trận phím Chúng ta tiếp tục cái nội dung thứ 7 Giao tiếp với nút nhấn mài trận phím Và chúng ta tiếp tục cái mục 2 Hệ thống nhiều phím Và chúng ta đến phần C Chúng ta sẽ đi phân tích mài trận phím này một lần nữa Chúng ta sẽ tiến hành quét cột thứ 0 đây là ma trận phím 4 x 4 có 4 hàng H0 cho đến H3 thuộc dạng ngõ vào và nói đến một chân của các nút nhấn rồi nói với điện trở 4 kg 7 hoặc 10 kg lên nguồn VCC và có 4 cột. Mỗi một cột sẽ điều khiển 4 cái nút nhấn, cột thứ 0 sẽ điều khiển 4 nút nhấn từ 0 đến 3 tương tự cột 1, cột 2, cột 3. Chúng ta đã phân tích cái ma trận phím 4 x 4 này. Và bây giờ chúng ta sẽ nói lại một cách chi tiết hơn cho các bạn rõ. Chúng ta sẽ xuất dữ liệu ra cột là C3, C2, C1, C0, 1, 1, 1, 0. Có nghĩa là chúng ta sẽ làm cho cột C0 này tích cực cho phép bốn cái nút nhấn này tích cực. Và mức 0 có nghĩa là cột C0 này nối mát. Và ba cái mức 1 ở ba cột còn lại có nghĩa là chúng ta sẽ vô hiệu hóa ba cái cột này. Và làm sao để biết phím nào nhấn Thì chúng ta sẽ đi kiểm tra hàng Nếu H0 bằng 0 Bình thường thì H0 bằng 1 Do có điện trở kéo lên nguồn Và nếu chúng ta đi kiểm tra nó Và phát hiện ra nó bằng 0 Thì chúng ta đã nhấn phím số 0 Tương tự H1, H2, H3 Nếu H3 bằng 0 Tức là hàng 3 bằng 0 Thì chúng ta đã nhấn phím số 3 Và nếu chúng ta không nhấn các phím trên cột này Mà ta nhấn phím ở cột khác thì chúng ta phải quét cột tiếp theo. Bây giờ chúng ta sang quét cột thứ nhất, thứ không rồi đến thứ một. Chúng ta sẽ xuất cái dữ liệu ra bốn cột như sau: C3, C2, C1, C0 bằng 1, 1, 0, 1. Như vậy chúng ta đã dời mức không sang cột thứ một này. Và như vậy khi đó bốn cái phím này sẽ có hiệu lực. Những cột phím khác sẽ bị vô hiệu hóa. Và chúng ta cũng thực hiện công việc tương tự ta đi kiểm tra hàng không nếu hàng không bằng không thì chúng ta đã nhấn phím số 4 tương tự hàng 1 hàng 2 hàng 3 như vậy mỗi lần chúng ta cho một cột tích cực thì chúng ta đi kiểm tra mức logic của hàng và nếu chúng ta không nhấn 4 phím 4 5 6 7 thì chúng ta lại tiếp tục quét cột tiếp theo chúng ta quét cột thứ hai chúng ta xuất dữ liệu ra C3 C2 C1 C0 bằng 1 0 11. Và chúng ta cũng tiến hành kiểm tra hàng. Và nếu hàng không bằng 0 thì có nghĩa chúng ta đã nhấn phím số 8. Hàng 1 bằng 1 bằng 0 thì chúng ta đã nhấn phím số 9, hàng 2 bằng 0 ta nhấn phím A. Hàng 3 bằng 0 chúng ta đã nhấn phím B. Và nếu không có phím nào của cột C2 này được nhấn thì chúng ta phải quét cho đến cột cuối cùng và chúng ta sẽ tiến hành quét cột thứ ba chính là cột cuối cùng ta cho C3, C2, C1, C0 bằng 0, 1, 1, 1 và chúng ta cũng tiến hành kiểm tra lần lượt hàng 0, 1, 2, 3 và nếu hàng 0 bằng 0 thì chúng ta đã nhấn phím C hàng 1 bằng 0 thì chúng ta đã nhấn phím D hàng 2 bằng 0 chúng ta nhấn phím E và hàng 3 bằng 0 ta nhấn phím F cái việc chúng ta lần lượt quét từ cột thứ 0 đến cột thứ ba là để kiểm tra cái phím nào chúng ta đã nhấn. Nếu chúng ta không nhấn phím ở cột thứ không thì chúng ta phải đi kiểm tra tiếp xem người ta có nhấn ở cột thứ một hay không. Rồi lại tiếp tục không nhấn nữa thì kiểm tra cột thứ hai và không nhấn nữa ta kiểm tra đến cột thứ ba. Và sau khi kiểm tra cột thứ ba rồi thì cũng không có phím nào nhấn thì xem như là kết thúc một cái chu kỳ quét ma trận phím 4 x 4 này. Còn nếu có nhấn thì chúng ta sẽ đi làm công việc gì? thì chúng ta sẽ tiếp tục trình bày cái việc có nhấn tiếp theo ở phần lưu độ. Chúng ta sang mục đề, chúng ta nói về tên và mã phím. Tên các phím để chúng ta phân biệt. Chúng ta nhìn thấy cái ma trận phím này. Thì mỗi một phím có một cái tên. Ví dụ yêu cầu bạn nhấn phím số 5. Như vậy chúng ta nhìn vào đây chúng ta biết số 5 là cái phím nào. Và chúng ta nhấn đúng số 5 cho nó chính xác. Nếu cái ma trận này không có tên, yêu cầu bạn nhấn một phím số 5, thì chúng ta không biết cái phím nào là phím số 5, dẫn đến chúng ta sẽ nhấn sai. Chúng ta thấy mỗi phím có một cái tên, bằng phím máy vi tính cũng vậy, mỗi phím có một cái tên. Và cái tên này dùng cho con người để phân biệt. Còn chương trình bên trong, tức là phần mềm, nó sẽ phân biệt các cái phím này bằng mã nhị phân, không có liên quan gì đến cái tên bên ngoài. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta có thể lấy cái bút chúng ta sửa số 2 thành số 5, số 5 thành số 2, chỉ là sửa cái tên thôi. Thì chức năng hai cái này cũng không đổi. Ví dụ như trước đây bạn nhấn số 5 thì trên màn hình nó hiển thị số 5, nhấn số 2 trên màn hình hiển thị số 2. Bây giờ bạn lấy hai cái bút, bạn xóa hai cái tên này đi và bạn vẽ lại, viết lại số 5 ở đây, số 2 ở đây. Như vậy khi bạn nhấn số 5 nó vẫn ra số 2. Như vậy cái tên này là cái bên ngoài dùng cho con người. Và chúng ta thay đổi cái này thì cũng không ảnh hưởng gì về chức năng của nó. Còn chương trình thì nó phân biệt các mã, các phím này bằng mã nhị phân. Như vậy chúng ta muốn đổi hai cái chức năng này thì chúng ta phải đổi chương trình. Còn nếu chúng ta không đổi chương trình, chỉ đổi cái tên không thì vẫn không giải quyết được vấn đề. Như vậy chúng ta đã phải phân biệt được hai cái khái niệm tên dùng để làm gì và bên trong chương trình thì không có dùng tên mà dùng mã phím. Mỗi phím có một mã phím do phần mềm lập trình xây dựng. À, mỗi phím sẽ có một cái mã và do phần mềm lập trình xây dựng chúng ta xây dựng cho nó. Chúng ta có thể gán cho nó bất kỳ cái mã nào. Để đơn giản thì mỗi phím được đặt theo mã số nhị phân hay rút gọn là số hết. Đây là một cái bảng 16 phím nhấn từ 0 đến F của cái ma trận 4 x 4 mà chúng ta đang xây dựng. Phím số 0 có mã hết xa là 00. Tương tự phím số 1 có mã hết xa là 01. Cho đến phím số 9 có mã hết xa là 09. Phím A có mã là 0A. Cho đến phím F có mã là 0F. Như vậy 16 phím này chúng ta dùng một mã nhị phân 8 bit. Và chúng ta mới chỉ sử dụng có 16 mã của nó tương ứng với 16 phím. Mã nhị phân 8 bit thì tổ hợp trạng thái của nó là 256 trạng thái. Như vậy rất còn còn rất nhiều trạng thái chúng ta chưa dùng đến. Chương trình con quét ma trận phím. À, khi chúng ta xây dựng cái chương trình quét ma trận phím này thường là một chương trình con. Nó sẽ quét toàn bộ các phím và nó sẽ trả về cái mã phím mà bạn đang nhấn. Khi nó quét xong, nếu bạn nhấn phím số 9 thì nó sẽ trả về kết quả là 09 Tức là bạn nhấn phím nào thì nó sẽ trả về mã nhị phân tương ứng với cái phím mà bạn nhấn Bạn nhấn phím F Thì nó sẽ trả về mã nhị phân là 0F Đó là chức năng của chương trình còn quét phím Nó phải trả về kết quả của Mã phím mà bạn đã nhận Chúng ta sang phần E Chúng ta sẽ nói về ma trận phím 4x4 dùng bọt B trong các bài minh họa chúng ta đã dùng sơ đồ tổng quát này. Chính là sơ đồ ma trận phím 4x4 có 4 hàng là ngõ vào, 4 cột là ngõ ra. Ở các phần tiếp theo chúng ta sẽ có những ví dụ cụ thể. Kết nối con vi điều khiển bit với ma trận phím thì chúng ta phải sử dụng một bọt nào đó. Thì đây là chính đây chính là sơ đồ mà chúng ta sẽ kết nối con vi điều khiển của chúng ta với ma trận phím 4x4. Và trong các ứng dụng tôi sử dụng bọt B để kết nối. Khi đó RB4 đến RB7 có chức năng như là H0 đến H3. RB0 đến RB3 có chức năng như C0 đến C3. Với sơ đồ này sử dụng bọt B thì chúng ta cũng có thể sử dụng bọt C, bọt D, vân vân. Không có cái gì chúng ta phải thắc mắc cái việc kết nối này. À, bạn không thích dùng bọt B, bạn dùng bọt C vẫn được. Dùng bọt D được không? Được luôn. Bây giờ chúng ta sang mục F, chúng ta sẽ nói về lưu độ quét ma trận phím 4 x 4. Và đây cũng là một cái lưu độ tổng quát dựa vào cái sơ đồ kết nối tổng quát này. Trước khi đi phân tích cái lưu độ quét ma trận phím 4 x 4 này, thì chúng ta có một cái lưu ý. Cái chương trình con quét phím thường là một cái chương trình con trả về mã phím. Tức là khi chúng ta đi quét cái ma trận phím này, thì nó phải trả về cái mã phím mà của cái phím ta đã nhấn có phím nhấn cũng trả về mã phím không có nhấn cũng phải trả về mã phím để biết trạng thái không nhấn phím có nghĩa là sau khi chúng ta quét xong mà không nhấn phím thì nó cũng phải có một cái mã trả về và cái mã đó dĩ nhiên nó sẽ khác với 16 mã này và bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích cái lưu đồ này Lưu đồ này có tên là quét ma trận phím 4 x 4. Chúng ta khai báo một cái mảng mã quét cột, chữ mã quét viết tắt. Có 4 phần tử. 1, 1, 1, 0. Phần tử này có chức năng là cho phép cột C0 tích cực và vô hiệu hóa các cột còn lại. Tương tự, phần tử này là cho phép cột C1, phần tử này là cho phép cột C2, và cuối cùng phần tử này cho phép cột C3 vì chúng ta chỉ có 4 cột nên cộng 4 phần tử. Nếu hệ thống của chúng ta có nhiều cột hơn, ví dụ như ma trận 5x5 5 hoặc 4x5, tức là có 5 cột thì chúng ta phải thêm số bit cho đầy đủ và thêm đủ dữ liệu cho 5 cột. Tiếp theo chúng ta cho biến cột bằng 0, hàng bằng FF, mã phím bằng FF. Đây là các cái dữ liệu, các biến cần hỗ trợ cho việc quét ma trận phim này. Tiến hành xuất mã quét cột, cột ra cột. Có nghĩa chúng ta sẽ lấy phần tử đầu tiên của mảng mã quét cột xuất ra các cột. Phần tử đầu tiên là 1110 xuất ra C3210. Kết quả là cột C0 bằng 0. Cột này tích cực vô hiệu hóa ba cột còn lại. Chúng ta đi kiểm tra xem hàng không có bằng 0 hay không. Chúng ta sẽ đọc cái mức logic của hàng không vào và so sánh nó với 0. Có hai trường hợp xảy ra, ta nhấn phím số 0 và không nhấn phím. Giả sử ta nhấn phím số 0 thì khi đó nó sẽ làm cho h0 bằng 0. Như vậy cái điều kiện so sánh này nó sẽ đi theo nhánh đúng. Chúng ta gán hàng bằng 0. Trước đó chúng ta đã gán hàng bằng FF bây giờ chúng ta gán hàng bằng 0. Như vậy chúng ta đã thay đổi hàng rồi Rồi sau đó chúng ta đi theo nhánh này Chúng ta sẽ đi tính toán mã phím bằng cột nhân 4 Cộng hàng Cột đang bằng 0 Vì chúng ta đang quét cột 0 Hàng mới gắn bằng 0 Như vậy kết quả mã phím bằng 0 Rồi nó đi theo nhánh này Nó kết thúc chương trình còn Quét ma trận phím này Nó trả về mã phím mới vừa tính xong Chính là bằng 00 sa như vậy chúng ta đã nhấn phím số 0 và nó trả về cái mã hết là 00. Ngược lại, nếu chúng ta không nhấn phím số 0 thì nó sẽ đi theo nhánh xài. Nó sẽ kiểm tra phím số 1. Và cũng có hai trường hợp xảy ra. Nếu có nhấn phím số 1 thì gán hàng bằng 1 rồi lại đi theo nhánh này. Rồi tính toán trở về. Và nó trả về kết quả là 01. Như vậy chúng ta nhấn phím số 1 nó sẽ trả về 01. Ngược lại nếu chúng ta không nhấn phím số 1 mà ta nhấn phím số 2 thì nó đi theo nhánh này và nó cũng tính toán trả về kết quả mã phím là số 2. Ngược lại nếu chúng ta không nhấn phím số 2 mà nhấn phím số 3 thì nó đi theo nhánh này và cũng tính toán rồi trả về kết quả mã phím bằng 3. Và nếu chúng ta không nhấn phím số 3 thì nó đi theo nhánh này. Như vậy khi chúng ta cho cột C0 tích cực thì tôi đã giải thích cho các bạn lần lượt à, nếu chúng ta có nhấn phím số 0 rồi không nhấn và nếu chúng ta có nhấn phím số 1 vân vân cho đến trường hợp cuối cùng là không nhấn các phím này luôn thì nó đi theo nhánh này. Như vậy thì tôi đã giải quyết xong cột thứ 0 cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang cột thứ 1. Chúng ta chuyển sang quét cột thứ một theo trình tự như sau. Sau khi đã kiểm tra bốn phím của cột thứ không mà không nhấn, thì chúng ta sẽ tiến hành tăng cột lên một. Và chúng ta kiểm tra cái điều kiện xem cột có nhỏ hơn 4 hay không. Và nó rơi vào trường hợp đúng vì cột mới có bằng một. Nó sẽ trở về và nó tiến hành xúc mã quét cột với cột bằng một ra cột. Kết quả thì nó làm cho cột C 1 bằng 0 tức là cột C1 tích cực và vô hiệu hóa các cái cột còn lại khi đó 4 phím 4, 5, 6, 7 sẽ có hiệu lực rồi thực hiện công việc tương tự kiểm tra hàng không xem có bằng 0 hay không cũng có hai trường hợp xảy ra nếu chúng ta nhấn phím số 4 thì sẽ làm cho hàng không bằng 0 và nó sẽ đi theo nhánh đúng nó sẽ cho hàng bằng 0 và đi theo nhánh này tính ra được mã phím bằng cột nhân 4 1 nhân 4 sẽ bằng 4, cộng hàng bằng 0. Rồi, trả về mã phím. Như vậy thì chúng ta đã nhấn phím số 4 và nó trả về đúng giá trị là 04. Ngược lại nếu chúng ta không nhấn phím số 4 mà nhấn phím số 5 thì nó đi theo cái nhánh này. Hàng sẽ được gán bằng 1 và tính toán mã phím sẽ bằng 1 nhân 4 cộng 1 là 5. Rồi trả về. Như vậy nếu chúng ta nhấn phím số 5 nó sẽ trả về mã phím là 05. Tương tự như vậy, nếu chúng ta nhấn phím số 6, nó sẽ trả về mã phím là 06. Còn nếu chúng ta không nhấn phím số 6 mà nhấn phím số 7, thì nó sẽ trả về mã phím là 07. 1 x 4 cộng 3 là 7. Còn nếu chúng ta cũng không nhấn phím nào luôn, thì nó lại đi theo cái nhánh này, tức là tăng cột lên 1. Rồi so sánh cột với còn nhỏ hơn 4 hay không? Như vậy mới vừa tăng lên 1, tức là 2. Nhỏ hơn 4, đúng. Thì nó lại quay trở đây, trở lại để tiến hành quét cột thứ 2. Như vậy tôi đã trình bày xong cách quét của cột thứ 1. Bây giờ chúng ta sẽ sang cột thứ 2. Xúc mã quét cột, cột ra cột. Như vậy chúng ta lấy phần tử thứ 2 là 1011. Chúng ta xúc ra cột. Như vậy chúng ta đã cho cột thứ hai tích cực vô hiệu hóa các cột còn lại và khi đó 4 phím 8, 9, A, B sẽ có hiệu lực rồi chúng ta cũng đi tiến hành kiểm tra xem hàng không có bằng 0 hay không nếu chúng ta nhấn phím số 8 thì sẽ làm cho hàng không bằng 0 còn không nhấn phím số 8 thì hàng không sẽ bằng 1 như vậy giả sử chúng ta nhấn phím số 8 thì khi đó nó sẽ làm cho hàng không bằng 0 và chúng ta tiến hành gán hàng bằng 0. Rồi đi theo nhánh này và chúng ta tính ra được mã phím bằng cột đang bằng 2 nhân 4 là 8 cộng với hàng hàng bằng 0. Kết quả trả về mã phím chính là 08. Như vậy chúng ta nhấn phím số 8 nó sẽ trả về mã phím là 08. Ngược lại nếu chúng ta không nhấn phím số 8 thì nó sẽ đi theo cái nhánh sai. Nó sẽ đi tiến hành kiểm tra hàng 1 tức là kiểm tra Xem có nhấn phím số 9 hay không Và nếu chúng ta nhấn phím số 9 Thì nó sẽ gán hàng bằng 1 Và tính ra được mã phím Bằng 2 x 4 là 8 Cộng 1 là 9 Và trả về mã phím 09 Như vậy ta nhấn phím số 9 Nó sẽ trả về là 09 Tương tự nếu không nhấn phím số 9 Mà nhấn phím A Thì nó trả về mã phím là 0A và nếu không nhấn phím A mà nhấn phím B thì cũng tính toán trả về mã phím là 0B. Và nếu không nhấn phím B nữa thì nó sẽ đi theo cái nhánh sai. tiến hành tăng cột lên một nữa. Và như vậy cột bây giờ sẽ bằng 3. 3 nhỏ hơn 4 lại tiếp tục đúng quay trở về để quét cột thứ ba Như vậy thì sau khi tăng lên cột bằng 3 thì nó sẽ quay về đây, tiến hành lấy phần tử thứ 3 là 0111 nó xuất ra cột. Kết quả là nó làm cho cột C3 bằng 0, những cột lại, những cột còn lại bằng 1. Cho cột C3 tích cực, có nghĩa là 4 phím C F có hiệu lực. Tiến hành kiểm tra hàng 0 xem có bằng 0 hay không. Có hai trường hợp xảy ra. Nếu ta nhấn phím C thì nó làm cho hàng 0 bằng 0. Nếu không nhấn thì hàng 0 bằng 1. Như vậy giả sử chúng ta nhấn phím C thì khi đó nó sẽ đi theo nhánh đúng. Nó sẽ gán hàng bằng 0. Rồi đi tính toán mã phím bằng cột nhân 4 cộng hàng. Cột đang bằng 3. 3 nhân 4 là 12. Cộng với hàng đang bằng 0. Kết quả là 12. 12 thì tương đương với số hết xa là C. Nó sẽ kết thúc và trả về mã số hết là 0C. Như vậy khi chúng ta nhấn phím C thì nó sẽ trả về là giá trị mã phím 0C ngược lại nếu chúng ta không nhấn phím C mà nhấn phím D thì nó sẽ làm cho hàng 1 bằng 0 và nó đi theo nhánh đúng gán hàng bằng 1 rồi đi tính mã phím 3 x 4 12 cộng 1 là 13 13 chính là D trả về mã phím là 0D nếu nhấn phím D rồi lại kiểm tra tiếp giả sử nếu không nhấn phím D mà nhấn phím E thì đi theo nhánh này và tính ra được mã phím là 12 cộng với 2 là 14. 14 chính là E. Rồi đi theo cái nhánh này trở về. Như vậy thì nếu chúng ta nhấn phím E thì nó sẽ trả về mã là 0E. Và ngược lại nếu chúng ta không nhấn phím E mà ta nhấn phím F thì khi đó hàng 3 sẽ bằng 0. Hàng 3 bằng 0 thì chúng ta sẽ đi theo nhánh đúng và gắn H hàng bằng 3 và tính ra được mã phím bằng 12 cộng 3 là 15. 15 tương đương với F và như vậy nó sẽ trả về cái mã phím là 0F. Có nghĩa là chúng ta nhấn phím F thì nó trả về kết quả là 0F. Và cuối cùng ta cũng không nhấn luôn. Tức là sau khi quét hết rồi mà không nhấn thì ta tăng cột lên 1 nữa là 4. Và bây giờ cái điều kiện này sai rồi. À, nó sẽ đi theo nhánh sai. Và đi theo nhánh sai thì khi đó nó cũng trả về mã phim. Và cái trường hợp này chỉ khi chúng ta không nhấn bất kỳ một phím nào từ cột thứ 0 đến cột thứ 3. Và khi đó nó sẽ trả về là mã phím. Và vì chúng ta không nhấn cho nên cái nhánh mà đi tính toán mã phím bằng cột nhân 4 cộng hạng sẽ không được thực thi. Và điều đó có nghĩa rằng là trong suốt quá trình của chúng ta. Mã phím trả về trong trường hợp không nhấn này chính là bằng FF Vì tất cả chúng ta để đi theo cái nhánh Sai này mà à, Tức là không nhấn phím Thì chúng ta đâu có tính ra đâu có gán cái giá trị mới cho mã phím đâu Chúng ta lấy cái mã phím gán bằng FF ban đầu Để trả về Như vậy khi không nhấn phím nào hết Thì chương trình con này cũng trả về mã phím Và mã phím có giá trị là FF Như vậy toàn bộ cái lưu đồ này đã được giải thích một cách chi tiết cho từng trường hợp nhấn phím và cả trường hợp không nhấn phím. Và tôi kết luận lại, nếu chúng ta có nhấn phím, khi quét đến cột nào mà có nhấn phím thì nó sẽ tiến hành tạo ra mã phím và nó kết thúc, nó trả về mã phím cho chương trình chính để đi xử lý cái phím đó. Và nếu chúng ta không quét nếu, nếu chúng ta không nhấn thì nó sẽ quét sang cột kế rồi không nhấn nữa cột kế cho đến cột cuối cùng chúng ta cũng không nhấn nữa thì nó sẽ trả về kết quả mã phím bằng FF chúng ta nên nhớ cái điều đó để trong khi chúng ta lập trình điều khiển chúng ta biết được trường hợp có nhấn và không nhấn chúng ta sang một giờ chúng ta sẽ nói về chương trình con quét ma trận phím 4 nhồng 4 Hàng đầu tiên là con on size cha mã quét cột 4. 4 phần tử FE, FD, FB, F7. Hàng này tương đương với lưu đồ là mã quét cột bằng 4 phần tử này. Trong lưu đồ thì chúng ta chỉ quan tâm đến 4 cột. Giá trị đầu tiên là cho cột C0 tích cực. Nhưng khi chúng ta lập trình thì chúng ta không thể này không thể nào khai báo một cái mảng mà mỗi phần tử 4 bit được. Nhỏ nhất là 8 bit Như vậy thì chúng ta phải Thêm 4 bit nữa Cho nó đủ 8 bit 4 bit thêm vào chính là F Và số nhị phân này Viết tắt là E, D, B, 7 Như vậy tôi đã giải thích được Sự xuất hiện của cái mảng này Có được từ đâu. Tiếp theo thì chúng ta có 4 cái định nghĩa defi Hàng 0 thì bằng Input pin B4 Tương tự hàng 1 B5 hàng 2, B6 hàng 3, B7 có được từ động Thì như đã trình bày ở phần trước, trong lưu đồ chúng ta đã trình bày theo cái dạng tổng quát này. Và bây giờ chúng ta lập trình thì mạch điện phải cụ thể và mạch điện cụ thể đã trình bày rồi. Chúng ta sử dụng một B Trong lưu đồ chúng ta kiểm tra hàng không, xem có bằng không hay không. Tức là cái mức logic của hàng không này bình thường không nhấn thì nó bằng một khi có một cột tích cực và phím của cột đó nhấn thì hàng không sẽ xuống mức không. Đó là cách giải thích tổng quát. Nhưng khi dùng lệnh thì chúng ta phải viết như sau. Để kiểm tra hàng không bằng không thì chúng ta phải đọc mức logic của chân B4 tức là RB4 vào và gắn cho hàng không. Tương tự hàng 1, hàng 2, hàng 3. Như vậy bốn cái định nghĩa này giúp cho cái việc lập trình bám sát vào cái lưu đồ này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích cái chương trình này. Chúng ta để ý tên của chương trình con này không có chữ vôi. Vì đây là một chương trình con có trả kết quả về. Và kết quả trả về dạng số nguyên không dấu 8 bit. Tên của chương trình con này là quét ma trọng phím. Chữ ma trọng phím viết tắt 4 x 4. Khai báo biến mã phím hàng cột kiểu số nguyên không dấu 8 bit gắn mã phím bằng hàng bằng 0 ít ff có nghĩa là hai cái biến này đều bằng ff ngay từ lúc bắt đầu vòng lặp for trong chương trong lưu độ của chúng ta có vòng lặp for để quét bốn cột thì ở đây chúng ta dùng vòng lặp for cho cột bằng 0, cột bằng 0, điều kiện cột nhỏ hơn 4 tăng cột như vậy ban đầu cột bằng không thực hiện lệnh output b mã quét cột cột chính là công việc này xuất ra bột B, phần tử thứ không của mảng mã quét cột. Và chúng ta quan tâm đến cái dữ liệu đầu tiên là FE, và cụ thể hơn là chữ E. Dữ liệu E xuất ra cột thì khi đó nó sẽ làm cột C0 bằng 0, tức là tích cực. ba cột còn lại bị vô hiệu hóa. Bây giờ chúng ta đi kiểm tra xem hàng không có bằng không hay không. Như vậy do nhờ cái định nghĩa này thì chúng ta đã viết sát với cái lưu đồ này. Chúng ta dùng lệnh if kiểm tra hàng không xem có bằng không hay không. Và có hai trường hợp xảy ra. Nếu chúng ta nhấn phím số 0, thì nó sẽ làm cho hàng không bằng không Và khi đó nó sẽ thực hiện cái nhánh này. Nó sẽ gắn hàng bằng không Giống như trong lùa đồ. Và nó kết thúc cái vòng lọc pho này luôn. Tức là chúng ta mới quét cột thứ không thôi. Và cái lệnh bờ red này là nó phá, tức là hủy luôn cái vòng lọc pho này vì chúng ta đã có nhấn phím rồi. Tiếp theo nó sẽ thực hiện lệnh if. Nó kiểm tra hàng xem có khác với 0 xff hay không. Trong lưu đồ thì chúng ta đi theo nhánh này. Rồi chúng ta tính toán và trả về. Còn nếu không nhấn phím chúng ta đi theo nhánh này trả về. Nhưng khi lập trình thì vòng lặp for mà chúng ta phải phá hỏng nó khi thỏa điều kiện thì phải kết thúc vòng lặp for để rời khỏi cái vòng lặp for này. Và chúng ta đi kiểm tra hàng xem có khác với FF hay không. Và nếu chúng ta đi theo cái nhánh Bread thì chúng ta đã làm hàng khác FF rồi. Như vậy nó sẽ rơi vào điều kiện đúng. Và khi đó chúng ta đi tính mã phím. Mã phím bằng cột nhân 4. Chúng ta đang quét cột thứ không cho nên cột bằng 0. Nếu chúng ta nhấn phím số 0 thì hàng cũng bằng 0. Tính toán là được mã phím bằng 0 và nó return mã phím bằng không giống như những gì chúng ta đã trình bày chỉ khác là khi viết chương trình nó khác một chút so với lưu đồ mà thôi trở lại nếu không nhấn phím số 0 thì nó sẽ tiến hành thực hiện lệnh L, nó kiểm tra xem bạn có nhấn phím số 1 hay không và nếu có nhấn phím số 1 thì nó gán hàng bằng một rồi cũng kết thúc vòng lọc rồi là thực hiện công việc này trả về mã phím số 1 nếu không nhấn phím số 1 thì kiểm tra phím số 2. Nếu có nhấn cũng kết thúc. Và nếu không nhấn thì kiểm tra phím số 3. Tức là hạng 3 có nhấn thì trả về mã phím là 3. Và không nhấn nữa thì cột sẽ tăng lên 1 bằng 1. Thỏa điều kiện này. Vòng lập for lại tiến hành lần thứ 1. Hoặc nãy là lần, lần thứ 0. Tương ứng với cột bằng 0. Bây giờ lần thứ 1 tương ứng với cột bằng 1. Và như vậy nó sẽ xuất cái mã quét FD ra bọc bề là các cột rồi cũng đi tiến hành làm bốn cái lệnh if này tương đương với bốn phím 4 5 6 7. Cột bây giờ bằng 1 nhân 4 cộng với hạn Nếu nhấn phím số 4 thì cộng với 0 trả về 4, nhấn phím số 5 cộng 1. Nếu nhấn phím số 6 cộng 2, nếu nhấn phím số 7 cộng 3. Như vậy bốn phím của cột thứ 1. Còn nếu không nhấn phím tức là không nhấn bốn phím không nhấn phím nào của bốn phím này thì nó lại tăng cột lên một là hai còn thỏa điều kiện vòng lặp for lại tiến hành cho cột thứ hai và cứ thế cho đến cột thứ ba và nếu sau khi quét cột thứ ba rồi có phím nhấn thì cũng giống như đã trình bày còn nếu không có phím nhấn thì khi đó nó đi kiểm tra hàng xem có khác ff hay không và trong quá trình chúng ta quét hết bốn cột mà không nhấn phím thì hàng giữ nguyên giá trị là FF. Như vậy khi đó nó sai. Như vậy nó không tính toán mã phím nữa. Mà nó sẽ trả về mã phím ngay từ lúc bắt đầu có giá trị là FF. Như vậy giống như chúng ta đã trình bày ở lưu đồ. Khi có nhấn phím thì nó sẽ trả về đúng mã phím của phím nhấn. Còn nếu không nhấn phím thì nó sẽ trả về là mã phím bằng FF. chúng ta sang mục tiếp theo đó là lưu đồ và chương trình con chống giọi cho ma trận phím. thì đây là lưu đồ và đây là chương trình trước khi chúng ta đi phân tích lưu đồ cũng như chương trình thì chúng ta hãy nhớ lại cái hiện tượng dội phím mà chúng ta đã được trình bày khi chúng ta nhấn phím thì nó tạo ra một chuỗi sung trước khi nó ổn định thì chuỗi sung nó xuất hiện trong khoảng thời gian 20 mươi mili giây cái nguyên nhân gây bất ổn thứ hai đó là thời gian nhấn phím của chúng ta dài sau khi sung đã ổn định công việc điều khiển nó thực hiện nhanh cho nên nó phát hiện xem như chúng ta nhấn nhiều lần và nó đảo trạng thái của led liên tục và chúng ta khắc phục cái hiện tượng đó bằng cách là chúng ta chọn nhấn nhã và nhấn giữ tùy thuộc vào ứng dụng thì ở đây chúng ta cũng áp dụng như thế và lô đồ này tiến hành chống dội và áp dụng cách nhấn nhả. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích lô đồ. Lô đồ có tên là quét ma trận phím 4 x 4 đào. Đầu tiên chúng ta sẽ gọi cái hàm quét ma trận phím 4 x 4 đã phân tích. Nó sẽ trả về mã phím gắn cho mã phím 1. Chúng ta đi kiểm tra mã phím 1 xem nó có khác FF hay không sai có nghĩa là nó bằng ff con ta sẽ đi theo cái nhánh sai này và kết thúc chương trình con này vì chúng ta quét phím mà không nhấn phím cho nên chúng ta không phải làm gì hết không cần chống giỏi kết thúc luôn còn nếu chúng ta có nhấn phím tức là nó khác ff thì nó sẽ đi theo nhánh đúng chúng ta tiến hành delay 20 mươi chờ cho sung ổn định chúng ta lại quét phím một lần nữa lại lấy mã phím trả về gắn cho mã phím 1 chúng ta lại kiểm tra xem nó có khác FF hay không và sai có nghĩa rằng là chúng ta không còn nhấn phím mã phím đang bằng FF tương đương với không nhấn phím thì chúng ta cũng kết thúc luôn còn nếu mà cái phím nhấn của chúng ta đã nhấn vẫn còn nhấn tiếp tức là sau khi 20 mili giây rồi cái phím nhấn nó vẫn còn thì chắc chắn nó sẽ khác FF và chúng ta đi theo nhấn đúng. Nhấn phím có nghĩa chúng ta đã nhấn một trong 16 phím. Và để dễ dàng, giả sử chúng ta nhấn một cái phím nào đó, tôi chọn là nhấn phím số 9. Khi đó mã phím 1 sẽ bằng 9. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chờ nhả phím. Chúng ta sẽ tiến hành delay 1 mili giây. Chúng ta lại gọi lại cái chương trình quét ma trận phím 4 x 4 chúng ta lại gán cho mã phím 2. Chúng ta đi so sánh hai cái mã phím này xem có bằng nhau hay không. Đúng là bằng nhau thì chúng ta quay trở lại. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta nhấn phím số 9, mã phím 1 đã lưu số 9. Bây giờ số 9 đó vẫn còn nhấn thì mã phím 2 cũng bằng 9 luôn và hai cái này bằng nhau. Điều đó cho thấy rằng ta nhấn phím số 9, ta chưa có nhả ra. Như vậy thì cái vòng lặp này cứ thế nó lặp lại lại đi lấy một mili giây lại tiếp tục quét phím lại lấy mã phím trả về cũng bằng chín luôn như vậy thì nó cứ lặp lại mãi nếu bạn chưa nhả phím ra cho đến một lúc nào đó bạn không nhấn phím nữa tức là bạn nhả buông tay ra thì cái mã phím trả về Gán cho mb 2 nó sẽ bằng ff và khi đó nó sẽ gác nó khác với mã phím một và như vậy thì lưu độ sẽ đi theo nhánh sai nó sẽ kết thúc chương trình con trả về mã phím một chính là mã phím của số 9. Như vậy, toàn bộ cái lưu đồ này đã được giải thích xong. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích chương trình. Inside in quét ma trận phím 4 x 4 đầu Đây là chương trình con trả về mã phím kiểu số nguyên 8 bit không dấu cho nên nó không có chữ rồi Khai báo hai biến MB1, MB2 gọi hàm quét ma trận phím 4 x 4 lấy mã phím trả về gắn cho MB1 giống như trong lưu đồ. Lệnh if này sẽ đi kiểm tra MB1 xem có khác FF hay không. Nếu sai thì lệnh if này sẽ kết thúc trả về mã phím 1. Còn nếu đúng thì delay 20 mili giây, thực hiện một lần nữa rồi kiểm tra một lần nữa. Nếu mã phím 1 khác bằng FF thì lệnh if này cũng kết thúc trả về mã phím 1. Còn nếu đúng là khác FF, tức là ta đã nhấn phím, thì cái vòng lập ở đây được thực hiện là do Y. Delay 1 mili giây, gọi hàm quét phím, kết quả trả về gắn cho MB2. Y đi kèm với điều kiện là MB1 bằng bằng MB2. Nếu hai cái này bằng nhau, thì điều kiện đụng lệnh do Y tiếp tục được thực hiện. Cho đến khi cái điều kiện này sai như đã giải thích trong lưu đồ thì vòng lặp do while này kết thúc cũng trả về mã phim mb1 như vậy toàn bộ chương trình được viết chính xác theo cái lưu đồ này như vậy thì phần trình bày mục 2 hệ thống nhiều phím lưu đồ của chương trình con quét ma trận phím 4 x 4 cũng như lưu đồ và chương trình chống dội cho mà trận phím 4x4 đã được trình bày xong. Các bạn xem những phần nào chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm. Do cái video nó khá dài cho nên tôi tạm thời dừng lại ở đây. Và xin mời các bạn tiếp tục xem video tiếp theo của phần này.